mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Trong cái bản tin ngày hôm nay thì hiện tại em đang ở dưới chân cầu Mỹ Lợi nha cô chú anh chị. Thì thông tin là vừa tìm được là em trai 26 tuổi, nói chung là té cầu Mỹ Lợi, thì hôm nay đã tìm được nha cô chú anh chị. Phía trước cô chú anh chị thì có rất là đông người dân xung quanh, người ta đến đây cũng theo dõi cái vụ việc này, giống như là cơ quan chức năng có rất là nhiều những anh dân quân mặc đồ xanh đó cô chú anh chị. Và mà trước đang căng cái tấm bạc đó là đã đem em trai 26 tuổi này lên và đang tiến hành khám nghiệm thi thể để xem ngoài cái nguyên nhân là em té cầu Mỹ Lợi thì có nguyên nhân nào khác nữa hay không. Thì người nhà của bé đang cũng đang ở ở ngoài cùng với sự hỗ trợ của bên đội của chú Tám Sang đang hỗ trợ cho cơ quan chức năng để mà khám nghiệm thi thể cho nó xong xuôi rồi đưa về nhà sẽ an táng nha cô chú anh chị. Thì cái thông tin ban đầu á, là em nhận được á, là không biết là hai vợ chồng cự cãi nhau cái gì đó đứng ở giữa cầu Mỹ Lợi, thì cái người chồng này á, là mới gieo mình xuống dòng sông này, còn người vợ thì chi hô thì sau 36 tiếng á, thì là tìm được nha cô chú anh chị. Em nghe nói là gia đình cũng hoàn cảnh rất khó khăn lắm, thì em trực tiếp nơi đây cho cô chú anh chị xem cận cảnh khám nghiệm thi thể của em trai 26 tuổi nha cô chú anh chị. Chuyện đâu có về dù suy nghĩ cho kỹ ha, không muốn thì leo nó lên. Lên. Cứu tôi, cứu, leo lên. Nhảy xuống rồi cứu liền. Bên này nhảy xuống rồi nó không ấy con dập khỏi. Nó lòng nước rồi đó nó dập. Cái bữa hôm bên kia cái đợt trước 30/4 con nhỏ nhảy xuống người ta vớt được đấy. Con nhỏ gái. Con nó gái á. Nhảy bên cầu bên mình á. Cái nhảy gần nữa chứ. Nó cũng ra giữa cầu rồi cao lắm. Không không ra giữa mà tại hôm đó là con mấy ông ghe chú. Mới cứu được con bé đó. Cái bé chắc phải chừng tháng mấy hả? Cứu không được bằng 14 tuổi vậy hả? Cứu. Thầy tới rồi. Giống đang cưa chứ trời. Không đi nhau.
dây diệu lại. Này là một ngày là tìm được hả chú? Hả? Mấy một ngày là tìm được hả? Ngày 36 tiếng ha. Áo này cũng hay vậy. Nó lờ đờ cái tách vô liền lấy được. Nhưng mà gặp như cái hàng ổng nó tuốt. Ông có lời đặng coi không? Trang tôi không dám lợi, thì anh đi quên đem khẩu trang. Sao tôi bỏ đằng xe rồi? 26 tuổi hả chú? Không rành nha. 26 tuổi. Ủa con nói nghe nói là có mẹ nhảy theo nữa mà. Đâu có. Không có hả? Không. Chỉ với vợ. À. Mẹ nó hơi vượt. Dạ. Hai chị với hai vợ chồng thôi. Có bả với ổng là cũng như ly dị ra cũng như 6 năm gì rồi, không có gì bả gì của ổng cái này rồi thằng này thì nó có quen bả này có đứa con, có đứa con rồi ổng biết rồi nó làm bên mà ở xã nó làm con ấp gì đó rồi biết rồi hai cái chuyện ra được cậu thì còn cũng giỡn giả không biết với nhau nhảy thôi không có khẩu trang. Thank you.
số thì ra là số thì chạy nhảy xuống thì cứu nổi. Thì đó, nhưng mà lúc học mới buồn thì nhảy tới hồi nhảy rồi thì chạy ra kia sợ. Tàn hở mới vậy buồn mới nhảy chứ nó chạy kia. Thấy vậy là vui. Yeah.